Một cô gái đang đứng ở ngoài cửa. Suýt nữa thì bị ướt xuống nước. Hãy ở lại khách sạn này một đêm hôm nay. Đây là trò chơi khách sạn đêm, được dịch bởi Lim Game. Cuối cùng cũng có người đến trọ. Đã bao lâu rồi không có ai ở đây? Có gì đó không ổn ở đây, những người này trông có vẻ lạ. Đây là một cấp độ gọi là mê cung khách sạn để tìm ra điều gì kỳ lạ. Làm thế nào để nuôi một xương cá trong bể cá này? Con cá này chắc đã chết từ lâu rồi. Hai người này ngồi đây, người đàn ông có máu trên cổ tay, đeo đồng hồ để che vết thương trên cánh tay phải không? Người phụ nữ có máu trên cổ, có những giọt nước mắt trên cổ anh ấy. Lại bấm vào quyển sách trên đầu hắn, có một cái kính lúp, từ kính lúp này. Hình như có thể nhìn thấy những thứ khác nhau, nhìn bằng kính lúp. Trên mặt đất này có vết máu, có một vũng máu ở đây. Búp bê của cô gái nhỏ này, mắt đỏ, búp bê kỳ lạ. Nhìn đồng hồ trên tường xem. Hắn đặt ngược lại. Tại sao phải đặt ngược đồng hồ treo? Nhìn lại hai người này. Hai chân họ bị trói. Họ bị nhốt ở đây à? Tắt kính lúp đi. Bức tranh trên tường trượt xuống. Mở kính lúp ra. Trên tường có vết máu. Cái gì sẽ để lại những vết chảy sức sâu như vậy trên tường? Thật sự có kỳ lạ. Chuyện gì vậy nhỉ? Đây đều là khách đến trú mưa. Họ rốt cục bị làm sao? Ta nên vào trú mưa hay không? Xuất hiện hai lựa chọn, chúng ta không thể không tìm ra manh mối được để chọn tiếp tục ở lại. Tất nhiên rồi, đưa tôi về phòng đi. Đây chính là phòng ngủ khách sạn sao? Sao rồi, phòng đẹp chứ, phòng đẹp nhất chỗ tôi rồi. Trông không ổn lắm, nhưng còn cách nào đâu. Tôi có việc phải làm trước, tôi xin phép nhé. Ông chủ, ông đi làm gì vậy, tại sao bạn lại khóa cửa lại? Vậy là bị nhốt trong phòng. Trên tủ này có đồ dùng y tế. Sao lại để những đồ dùng y tế này? Kéo rèm cửa ra, phòng này bị phong tỏa rồi. Chết tiệt, hắn đã đóng cửa sổ lại. Mở tủ đầu giường ra. Bên trong có một bức ảnh của ai đó. Đây không phải là ảnh của tôi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sau đó đặt khung ảnh này trên tủ đầu giường. Kéo đến đây. Ở đây còn có bình giữ nhiệt y tế. Đây là bộ điều nhiệt chỉ được sử dụng trong bệnh viện. Kéo chăn ra. Mở sàn ra. Lại dùng kính lúp nhìn xem. Đây là bàn mổ. Bên dưới này làm sao là bàn mổ? Quần áo bên dưới là của anh ấy, trên đó toàn là máu. Chiếc váy này hình như tôi cũng có một cái. Đây giống như một phòng phẫu thuật. Và quần áo và ảnh của tôi. Truyền thuyết kể lại rằng, vào những đêm thất tình, nếu có cô gái cầm chiếc vali đỏ đặt phòng vào giờ ngọ, đó tuyệt đối không phải là người. Phải mau chóng đưa cô ta lên lầu số 4, đó là nơi từng chuyện xảy ra một vụ thảm sát. Không, tôi không phải là ma nữ, tôi chỉ là đến trú mưa thôi. Mau thả ta ra, mau thả ta ra. Mau thả ta ra, không ta sẽ trả thù hết các người.